Các bạn ơi, hôm nay mình có cái cần câu này các bạn ạ. Cần câu vào cái giỏ này. Đây là một cái bể cá nhà mình các bạn ơi. Đây này, bể cá nhà mình là rất nhiều cá dưới này các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ có lấy cái cần câu của mình đây, mình sẽ mình đi câu cá nhé các bạn nhá. Đây này, ôi các bạn ơi, đây có con gì đây? Đây là con gì đây các bạn ơi? Đây này, đấy. Đây có một hình của con cua hay sao mình thì câu đấy nhá. Chiu. Chiu. Ồ nó không. Ấy các bạn ơi. Mình câu được rồi các bạn ơi. Đấy. Mình câu được con cua rồi các bạn nhá. Bây giờ mình câu vào giỏ nhá các bạn nhá. Đấy. Xem nào, đi tìm xem còn con nào khác nữa không nào. Ui ôi đây các bạn ơi. Bể cá nhà mình này. Cá dưới này. Ui giời, cả con cá kìa. Các bạn ơi. Đấy. Ui giời, rất nhiều cá các bạn ơi. Đấy. Mình câu nhá. Chiu. Này mình câu nào. Ui giời ơi các bạn ơi, đây. Mình câu được con cá gì đây? Mình xem nào. Ui, các bạn ơi. Đây là một con cá heo. Hai mẹ con đang cõng nhau các bạn ạ. Ấy. Giờ mình câu tiếp nhá. Ui các bạn ơi, nhìn con cá như mình này. Ấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là con cá chấm đen này các bạn ạ. To nhờ. Ấy, chấm đen. Bây giờ mình sẽ câu tiếp đây. Đây các bạn ơi, đây là con gì đây? Hu. Chiu. Chiu chiu chiu. Ui. Vừa rồi. Ui khó quá ăn các bạn ơi. Nó có sóng các bạn ạ. Ấy. Piu. Đây, ăn rồi. Đây là con gì đây các bạn ơi? Đây là con gì các bạn nhỉ? Mình nhìn như con rùa ấy phải nhỉ? Đúng rồi. Nào đi xem còn con gì nữa khác nhỉ? Ui đây, các bạn ơi nhìn thấy chưa? Đây có một con tôm này. Con tôm to chưa này? Đấy, chiu. Đấy, các bạn ơi. Mình câu được con tôm rồi này. Đấy. Con tôm to chưa các bạn này? Đấy. Úi giời ơi, rơi rồi. Hãy nhặt cho vào giỏ nhá. Đây các bạn ơi, một con cá này. Anh em mình lấy vợt mình bắt nhá. Ui giời các bạn ơi, mình sờ vào đuôi nữa này. Đây các bạn ơi. Chiu. Cá to quá các bạn ạ. Ấy. Ui, cần câu của mình rối rồi. Để mình gỡ cái cần câu đã. Cần câu rối rồi các bạn ạ. Ấy, mình giật câu cá nó khỏe quá đó. Rối cả lên rồi. Các bạn đợi mình tí mình gỡ nhá. Rồi. Giờ mình câu tiếp này. Đây này. Ấy. Đây một con cá tiếp này. Chiu. Ô, câu mãi ở đây được rồi. Đây rồi các bạn ơi. Chiu. Cho vào giỏ nhá. Đâu nào, xem có con này gì nữa không nào. Ô, cá đâu hết rồi. À đây các bạn ơi. Trong này đây. Đấy các bạn nhìn thấy chưa. Trong này có một con sói, con ngao đây. Ui vướng quá, mình gạt ra nhá. Gạt ra để mình câu nào. Chiu. Chiu đây rồi. Lên rồi. Đấy. Đây là một con ngao biển các bạn ạ. Một con ngao biển to các bạn ơi. Đấy, đây có một cá này. Đấy. Các bạn ơi, thấy chưa? Ui con cá này to chưa các bạn ơi? Đấy. Mình câu tiếp nào. Chiu. Chiu. Ấy, ui. Nó dài quá. Chiu, mình vừa lấy cái này mình vớt ra nhá. Đầu cần câu mình gảy cho nó. Chiu chiu rồi. Được rồi các bạn ạ. Ấy. Mình cho vào giỏ nhá. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái vợt để vớt cá này các bạn ạ. Ấy. Mình sẽ vớt con ui cá to quá. To quá các bạn ơi. Ui giời. Ấy chưa? Nó to quá các bạn ạ. Ấy này các bạn ơi. To chưa? Ui. Ui giời ơi. To quá các bạn ơi. Mình không thể bắt được. Ấy, nhiều cá quá các bạn ạ. Đây mình thả chúng mình nuôi đây các bạn ạ. Ấy. Rất nhiều cá các bạn ạ.